Xin chào các bạn. Hiện tại thì chiếc Honda SH 160i bản mới nhất này nó đang nổ máy về cho một khách ở Trần Đề, đi cả gia đình lên đây để ủng hộ xe đó các bạn. Giá mới nhất bên mình đang bán là 106.900.000. Địa chỉ Càng Hoa Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây là phiên bản cao nhất và có giá trị cao nhất của những chiếc xe thắt cao, phiên bản xám xi măng, phiên bản thể thao xám đen 2024 với dàn chân đen đặc trưng, một xám xi măng đó các bạn. Mình mời các bạn xem chi tiết nha. Đây, xám xi măng. Bên ngoài màn hình thì cái màu xám này nó sẽ hơi vàng hơn một tí so với ở trong màn hình này. Nó vàng hơn một chút nữa các bạn. Đây. Xe này thì chắc mình không cần phải nói thêm nhiều về thông số kỹ thuật, bởi vì nó cũng đã quá quen rồi. Quan trọng thì cái động lượng nó nè là 133kg nè, và cái chiều cao yên là 799mm. Đây mình xem được lần nữa nha, đồng hồ nè. Cho nên thì những bạn mà đã sở hữu xe này, thứ nhất là có sức khỏe tốt nè, cái thứ hai là chiều cao cũng khá là lý tưởng, thì đi xe này là nó hợp lý, nó đẹp. Với cái vành tới 16 inch nha. Xe tay ga thì cơ bản là vành thường là 14 inch, 13 inch, rồi 12 inch. Nhưng mà xe này thì cái vành nó 16 inch. Cho nên chúng ta mới gọi nó là SH cao. Mà nó cao thiệt, đúng không? Nó cao thiệt ha các bạn. Còn trang bị thì rất là nhiều những cái tính năng ở trên này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có đổ xăng ở đây. Rồi đây, chỗ này ha. Rồi mở yên nè. Ở đây, chỗ này. Đó. Cốp này là 28 lít. Nói chung là to lắm đó các bạn. Thấy nó dậy nhưng mà to lắm. Cái phần này các bạn thấy nó cạn đúng không? Nhưng mà một nón bảo hiểm full face mình để vô vẫn vừa, là bởi vì cái vòm này nó cao. Cái vòm này nó cao. Đây, quay trở lại chỗ này. Thì đây là móc treo đồ. Và đây là cụm khóa thông minh. Này ha, hai chìa, có chống trộm, có tìm xe. Vì đây là dòng xe nói chung là cao cấp của Honda, cho nên là mọi thứ nó đều có trên xe này. Mình lấy ví dụ như là hệ thống phanh ABS nè, rồi kết nối Bluetooth nè, hệ thống HSTC nè, có hết trên xe này. Mình xin thay mặt cửa hàng Hoa Duyên cảm ơn gia đình, đi cả gia đình luôn đó các bạn, đến đây để ủng hộ xe, từ Trần Đề đến ủng hộ xe bên mình. Đây là kho xe tổng hợp nha. Bên mình còn một cái head Honda nữa các bạn. Xem lại lần nữa ha. Cái thắc là mình phải xem đồng hồ, bởi vì cái đồng hồ của nó là tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp nha các bạn. Mình phải nói là tuyệt đẹp nha. Các bạn xem nè. Không, nó vừa đẹp mà nó vừa sang chảnh nữa các bạn. Với chữ H chỗ này là mạ chrome nè. Đây, ngay cả cái khu vực phím bấm các bạn nhìn, nó hiện đại ha, giống như là những cái táp lô của xe hơi đó các bạn, hoặc là mấy chiếc mô tô mà khó lớn á, bạn thấy không ha, nhẹ nhàng tình cảm ghê luôn, phát sinh luôn nè. Đó, còi và xi nhan trên này, cái đèn bắt xi nhan cũng rất là to, có pha ở đây luôn ha. Nè, traction control nó có mặt HTC đó, mình có thể tắt nó được. Khi mà các bạn đi mỗi ngày với nó, và cái đồng hồ này nó sẽ ở trước mặt mình mỗi ngày, thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị của cái đồng hồ đẹp là nó như thế nào. Và tư thế ngồi xe này á, cao ráo và thoải mái các bạn, rất cao ráo và thoải mái ha. Đây cũng đèn hậu. Khi mà chiếc xe này nó ra mắt á, thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về cái phần mạ chrome mà nó chạy dọc từ bên phía thân xe bên kia qua bên này. Có nhiều người nói sao mà nhìn thấy nó vô duyên quá. Nhưng mà khi mà các bạn bây giờ nhìn lâu đi ra đường, đặc biệt là cái độ mà gọi là nhận diện á, ha, nhìn vô là biết cái thắt này. Nó không lẫn với bất kỳ dòng xe nào. Từ cái cản ở trên này ha, cho tới dưới này. Đúng không? Các bạn nhìn thấy là cái độ nhận diện của nó phủ sóng rất là rộng và nhìn vô là biết cái thắt liền. Rồi, phục. Phiên bản thể thao của xe thì lúc nào cũng trang bị là phục màu đỏ, tem đỏ và kẹp phanh đỏ. Bởi vì nói chung là người phương Đông của mình á, rất là chuộng cái màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho cái gọi là may mắn, sang trọng.
Cho nên là hễ những phiên bản mà cao cấp nhất thì nó thường là đi với màu đỏ ha. Tem nè, những cái viền này đỏ nè ha. Bây giờ là cụm đèn mũi nè, nhìn nó như là một, ở trên một cái chiếc mà phi thuyền không gian đó các bạn, rất là hiện đại và nó ngầu. Rồi cái đèn trước cũng vậy. Cụm đèn để dưới này á, có nhiều bạn cũng nói là nó không đẹp, nhưng mà giờ các bạn nhìn thử xem có phải là nó đẹp không. Và nhìn nè, thiết kế nè, nó hiện đại. Thiết kế của Honda thường là họ đi vượt thời gian đó các bạn, tức là đi trước mình á. Lúc mới ra thì thường mình hay chê lắm, nhưng mà sau một thời gian dài mình sẽ thấy nó đẹp từ từ, và cho tới bây giờ là nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp đúng không. Các bạn nhìn từ trước rồi, bây giờ nhìn từ bên hông nè. Vừa rồi cũng có bạn nói là tại sao anh Khải lâu rồi không làm về SH, thì hôm nay có những vị khách đến từ Trần Đề, sẵn rồi mình sẽ quay lại chiếc SH này, 160 phiên bản xám xi măng. Cũng có bạn nói là sao mà xe này anh quay em cứ khen không, bây giờ mình chê cái gì bây giờ các bạn. Chiếc xe này bây giờ mình chê chỗ nào? Mình chê nó cao quá, mình chê nó nặng nề à. Đây phần thân hông sau nè. Phần hông sau thì những cái đường dập nổi này không phải tự nhiên mà Honda làm. Họ làm thêm để cho xe nó không vững hơn, cứng hơn thôi. Và cái chỗ này, một cái phần khuyết vào chỗ này á, để đặt chọn cái logo H màu đỏ tươi vào chỗ này. Và số 160 ở dưới đây, nó khẳng định đây là dòng xe cao cấp nhất ở Việt Nam cho dòng xe tay ga ha. Phần yên nè, các bạn thấy không? Như vậy thôi là thấy nó cao cấp rồi. Rồi mình chê chỗ nào nữa? Mình chê nó hai thắng đĩa à. Phần cản này là nhựa đó các bạn. Và đây là khóa động cơ mới nhất, 4 van SB cộng. Ngay khi mà nó ra mắt thì mình có nói rồi, với cái mà 4 van á thì nhà sản xuất họ sẽ rất là dễ tinh chỉnh. Tinh chỉnh là theo ý của họ. Họ muốn nó mạnh ở giảm tốc độ nào và tiết kiệm xăng ra sao sẽ dễ tinh chỉnh hơn với 4 cái van này ha. Động cơ 4 van. Và tất nhiên là vỏ không có ruột rồi, IRC. Vỏ xe tay ga thường là không ruột nha các bạn. Mình thấy là dòng xe Honda Việt Nam mình cũng vậy, bất kỳ xe tay ga nào cũng đều là vỏ không ruột hết. Ngay cả cái chân đạp chỗ này, cái giò đạp để mà khởi động máy là Honda đã bỏ khá lâu rồi. Và cũng rất nhiều ý kiến trái chiều nói là bỏ như thế rồi lỡ hết bình thì sao. Nhưng bây giờ các bạn thấy là bên mình đã, Việt Nam mình đã bán khá lâu dòng xe này. Những dòng xe nhỏ hơn như Vision cũng đã bỏ rồi. Và có ai gặp vấn đề gì chưa nè? Chưa đúng không? Bởi vì họ tin tưởng vào cái chất lượng của họ. Trừ khi các bạn đổi chế nha, mình không nói nha. Còn các bạn giữ xe zin thế này thì biết khi nào mà nó hư. Các bạn bảo trì bảo dưỡng đầy đủ theo lịch mà Honda họ đã công bố. Thậm chí khi các bạn mua thì nhân viên cũng hướng dẫn mình là bao lâu mình quay lại kiểm tra định kỳ và thay nhớt máy, rồi thay nhớt hộp số, thay lọc gió, kiểm tra định kỳ đó các bạn, rồi lọc xăng, rất là nhiều thứ. Mình đâu cần làm gì, mình cứ đến hết thôi. Việc còn lại là nhân viên sẽ lo rồi. Trời ha, ngay cả cái chỉ mày cũng màu đỏ. Mình nhắc lại, đây là cửa hàng Mai Duyên tổng hợp. Bên mình còn một hét Honda nữa là hét Honda Huỳnh Bạch Tùng. Địa chỉ là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì tuyến đường đó nó nằm song song với tuyến đường này nè, nó ở bên kia. Và cái hét nó cũng nằm gần gần cỡ vậy. Mình mua xe ở đây, mình vẫn có thể là qua bên kia mình bảo trì, bảo dưỡng bên đó nha các bạn. Rồi, một lần nữa mình xin nhắc lại, với cái giá là 169 này là mình đã bao gồm VAT rồi. Chỉ còn là biển số thôi. Ở Trần Đề là biển số xe này tầm khoảng là hơn 2 triệu. Còn nếu làm Sóc Trăng với tỉnh á, là tầm khoảng 5 triệu 6, 5 triệu 7. Cho nên là không bao giờ bên mình báo giá mà ra biển số là như vậy. Các bạn chú ý ha, đừng bao giờ hỏi giá lăn bánh. Anh ở huyện mà tôi báo giá lăn bánh ở tỉnh là anh mất vài triệu đó. Nhất là dòng xe này ha. Và bên mình sẽ ship toàn quốc. Mới hôm qua thôi, bên mình ship 20 mấy xe đó các bạn. Đặc biệt là khách thành phố Hồ Chí Minh về bên mình mua rất là nhiều. Rồi Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang nữa. Và trải dài về Cà Mau, Bạc Liêu, Cà Mau. Ship toàn quốc. Và với ship sẽ là miễn phí nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng
tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng về Cà Mau là miễn phí hoàn toàn cho các bạn. Còn ship tới Hà Nội thì phí ship sẽ là 500 ngàn. Ha. Ship qua đảo luôn, qua đảo là khoảng 600 ngàn. Như đây là Honda Vision, cũng là phiên bản cao nhất, màu xám xi măng. Các bạn thấy nè, cũng kẹp phanh đỏ, thuộc đỏ và tem đỏ, là bản cao nhất. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Một lần nữa xin trân trọng thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn gia đình rất là nhiều từ huyện Trần Đề chạy xe qua đây để ủng hộ xe mình nha. Xin chào các bạn.